xin chào các bạn và anh chị đã quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán lại tiếp tục là mình đây thì mình sáng hôm nay thì mình thấy là về cơ bản thì thị trường của chúng ta sắp có những cái điều chỉnh ngắn hạn đó thì cho nên là mình thấy là những cái cổ phiếu mà hiện tại đúng không đó. như là HHV đó. thì đang có một cái kháng cự tương đối đó. thì cho nên là đây không phải là những cái điểm mà để cho các anh chị và các bạn tham gia về mặt ngắn hàng, hàng được với cổ phiếu này. Đó, thì để trước khi đi vào phân tích về cổ phiếu này thì các bạn và các anh chị cho mình một cái like và một cái share ở dưới cái video này nha các bạn. Rồi, cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Đó, ai chưa đăng ký thì có thể ấn vào nút subscribe kênh, đăng ký kênh và cho mình một cái nút chuông. Rồi, để không mất thời gian thì mình thấy là về cổ phiếu HHV thì các bạn và các anh chị thấy là cổ phiếu này đã có những cái sự hồi phục mình nghĩ là đã có những cái sự hồi phục từ những cái vùng đáy, đúng không? Từ những cái vùng đáy mà hồi phục lên rất là tốt và trong một cái giai đoạn đó nó cũng đã có những cái thời gian sai quay và hiện tại thì đang gặp một cái kháng cự tương đối ngay cái chỗ vùng 15.6 chính xác là chỗ con số 15.6 và hiện tại mình thấy là về mặt dài hơn cũng đang gặp những cái vùng cân bằng giá như này thì mình nghĩ là sau một cái khoảng thời gian đó thì cổ phiếu HV này sẽ À, tiếp tục là đi ngang trong một cái biên như thế này, Rồi, nó có thể bị điều chỉnh ngược trở lại và đang đi ngang và tích lũy trong cái biên này. Rồi, đó là cổ phiếu VHHV. Còn với cổ phiếu uh, LCG, đó LCG thì mình thấy là cũng đang gặp những cái nguy cơ về ngắn hạn có thể bị điều chỉnh. Và nhìn qua những cái vùng này, thì mình thấy là đang gặp một cái kháng cự, đó một cái kháng cự tương đối về mặt dài thì chứng tỏ thấy là cổ phiếu này nó cũng đã có những cái sự kỳ vọng và đã có những cái sự hồi phục rất tốt rồi. Đó, à, về cổ phiếu này tay là đã từ đáy lên chỗ này thì cũng đã hai trăm mấy chục phần trăm rồi. À, về mặt à, tháng, đúng không? Đồ thị tháng các bạn và các chị thấy là à, cổ phiếu này nó cũng đã gần như đi vào ở những cái trạng thái cân bằng. Thì mình nghĩ là khi đi vào trạng thái cân bằng này thì cổ phiếu nó cũng phải cần có những cái sự tích lũy đó thì khi mà để sự tích lũy đó thì mình nghĩ là diễn ra những sự tích lũy nó cũng tương đối à, là dài Với cổ phiếu này thì mình nghĩ là à, đây là một trong những cái điểm mà không phải là điểm mua tốt nhất về mặt ngắn hạn nữa rồi đúng không? mình nghĩ là đây là những cái vùng có thể cho các bạn và các chị chốt lời về mặt ngắn hạn đó chứ không phải là những cái điểm mua đó nha các anh chị và các bạn rồi thì sáng hôm nay thì mình làm với những uh, hai cổ phiếu mà mình nghĩ là đang đi vào vùng kháng cự rồi đúng không? có những cái vùng kháng cự mình nghĩ là tương đối rất mạnh đó, như là lcg à, hhv đó đều là những cái kháng cự rất là mạnh của các cổ phiếu về dòng xây dựng này rồi cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều đã lắng nghe và theo dõi các bạn chúc các bạn các anh chị một buổi sáng thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng để chúng ta tiếp tục một cái tháng mới một cái đầu tuần mới. Rồi cảm ơn các anh chị và các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại.